Xin chào các bạn, hôm nay bông.com xin giới thiệu với các bạn một dòng xe đa năng, xe đạp đẩy 3 bánh mang tên FK019. Đây là dòng xe cao cấp được làm từ khung sắt với lớp sơn bóng không màu, lớp sơn bóng không màu, an toàn tuyệt đối cho bé. Khung sắt này có tác dụng chịu lực rất lớn để đảm bảo dành cho bé từ 1 đến 6 tuổi. Đây các bạn có thể xem tổng thể về xe. Kiểu dáng được thiết kế rất là đẹp mắt. Và tiếp theo đây mình sẽ giới thiệu chi tiết về các bộ phận của xe. Phía trước là một chiếc giò xe rất là xinh xắn. Xe được bánh xe được làm từ chiếc nhựa khô, vành xe được làm từ chiếc nhựa cao cấp, còn phía này là được làm từ chiếc cao su non nên là rất là êm khi trong quá trình di chuyển. Thanh thép này dùng để cố định đầu xe trong trường hợp mình đẩy, còn nếu mà khi mà bé lớn không sử dụng đến chức năng đẩy thì có thể tháo cái này ra. Đây là phía để bé để chân. Bàn đạp được thiết kế rất là ngộ nghĩnh. Toàn bộ cái phía mái che và một lớp đệm rất là êm để cho chức năng đặt. Cái này là dùng cho bé từ 6 tháng cho tới 1 năm. Ngoài 1 năm khi mà bé lớn hơn thì ta có thể tháo toàn bộ cái phía này ra để tạo thành xe ba bánh. Mái che này thì có nhiều chế độ khác nhau, đây các bạn có thể đóng bớt lại một phần để cho nó gọn hoặc đóng hết vào. Với chức năng đẩy này thì có hai chế độ là thẳng, tức là khi bé ngồi, hoặc là ngả 45 độ. Muốn thay đổi cái độ ngả thì các bạn có thể điều chỉnh từ phía này. Sau cùng của xe có thêm một cái giỏ rất là xinh và rộng để thoải mái để đựng đồ trong quá trình di chuyển. Ta có thể đóng kéo cái dây này để cho cái giỏ này nó kín lại. Và đây là cần đẩy. Cần đẩy này thì có thể thay đổi được chiều cao của cần đẩy cho phù hợp với người đẩy. Khi không cần thiết ta có thể tháo rời ra như thế này. Đó. Trên này còn có một cái giỏ rất là xinh, cái này có thể dùng để đựng bình sữa, bình nước. Chiếc xe này có màu đỏ và màu xanh phù hợp với cả bé trai và bé gái. Các bạn có thể xem cả màu xanh.